Quý khán giả thân mến, ngày hôm nay Lâm Tới đang có mặt tại xã Sùng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Tình hình kinh tế xã hội của xã Sùng Là trong những năm gần đây có nhiều chuyển biến tốt. Xã Sùng Là có đầy đủ các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đảm bảo phục vụ tốt sự nghiệp xóa mù chữ, cải thiện trình độ dân trí. Ngày hôm nay xin mời quý vị khán giả cùng theo chân Lâm Tới đến đây để khám phá cuộc sống của người dân nơi đây. Đây là cái lối đi vào trong bản, và ở đây thì mình có thấy là đây là cái cây thuốc lào mọi người. Đó, cái cây thuốc lào người dân bản người ta trồng, người ta tự chế biến rồi hút nha. Và trong đây thì mình có đi qua, mình thấy có một cái bản làng rất là đẹp. Và quyết định mình sẽ dừng để mình đi vào, mình cùng khám phá. Trời thì nó khá là rét. Mình đi từ trên Đồng Văn xuống mà cảm giác nó lạnh. Đây thì nó giống như một cái trường học, mà hôm nay thì không có ai này. Cái lối mòn ở đây nó rất là bé, và khách du lịch họ đi rất là nhiều. Đây họ trồng có một vài cây cải mọi người. Đa số ruộng ở đây trồng cải và những cái cây rau cho bò ăn. Và mình đang đi tìm cái lối đi xuống này, không biết là ở đâu. Cung đường mà mình đi từ trên Đồng Văn xuống đây là mưa rất là nhiều nha mọi người. Rất là may khi mà đi đến dưới này thì trời nó đã tạnh mưa rồi. Một cái khung cảnh rất là đẹp. Hoa ở trên đây nó nở hơi muộn so với ở trên mình nha mọi người. Hoa đào và các thứ, hoa mận nha, rất là đẹp vào cái mùa này. Đây, hoa đào và hoa mận. Nở rất là đẹp. Ở dưới mình thì hầu như là nó đã nở từ rất là lâu rồi, nhưng mà ở trên đây này, đấy mọi người xem đây. Một điều đặc biệt là khi mà chúng ta đi qua, chúng ta để ý kỹ thì ở đây có những cái ngôi mộ này này. Ngôi mộ mà họ xây lên rồi họ đắp đá xung quanh để cho nó đỡ bị sạt lở ấy. Và cả phía bên kia nữa kìa. Đấy, đây nữa. Rất là nhiều nha. Nếu mà chúng ta mà đi không để ý thì nó sẽ là giống như một cái mô đất ấy. Và đây là một cái ngôi nhà của người dân bản địa. Không biết là có ai ở hay không, nhưng mà cảm giác nó như là sắp đổ ấy. Treo ấy rồi. Mình thấy là đóng cửa, không có ai ở trong rồi. Giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi xuống dưới. Ở đây thì họ vẫn nuôi ong nhé. Nuôi cả ong vào những cái tổ bé ở đây. Và đây là cái bể nước sinh hoạt của người dân. Họ hứng nước mưa để giặt quần áo hoặc là sinh hoạt. Và cái bể nước đây thì mình thấy là nó rất là bẩn, không biết là có còn được sử dụng nữa hay là đã bỏ rồi nhá. Đây có một vài cây rong này. Cái thuốc lào họ trồng rất là nhiều ở đây để hút ấy. Họ sẽ tự trồng rồi pha chế xong rồi làm ra những cái túi thuốc lào để họ hút. Ở đây bể nước này. Đây, mình có gặp một bà cụ, mình sẽ ra hỏi. Con chào bà. Bà ở đâu bà? Đó. Ai làm à? Chị Paul. À, không biết tiếng à? Vâng. Các ngôi nhà ở đây đa số được làm bằng đất nha mọi người. Rất là cổ kính. Giờ mình sẽ đi sâu vào phía bên trong để cùng hỏi chuyện một số người dân. Ngôi nhà ở đây mình có thấy là đang có khói này. Chắc là họ đang chuẩn bị nấu cơm mà. Trẻ em hôm nay thì là ngày chủ nhật cho nên là họ được nghỉ hơn nhiều. Ở đây có những cái cải bắp họ trồng, nó nhìn khá là đẹp nhá. Nó kiểu nó chỉ bé bằng nắm tay thôi. Và đây này, mọi người nhìn này. Nó rất là ít lá nhá. Không biết là có phải là ít không hay là người dân họ tỉa bớt, nhưng mà mình chỉ thấy là hình thù của những cái cục tròn tròn thôi. Đây rồi.
Đây mình có thấy là có một ngôi nhà đang xây, giờ chúng ta sẽ cùng đi ra đó. Đây những cái khu ruộng ở đây họ đa số là có những cái mỏm đá tai mèo rất là nhiều. Đây mình có thấy có một cái bàn thờ bằng đá này, và ở trên họ đặt một vài thứ. Cái này thì nhìn là giống như một cái hàm của một con lợn hay một con gì đó này. Họ đặt ở đây và có để một vài mảnh bát vỡ, rồi một vài số ngọn nến này, có một cái sợi dây. Không biết là một cái phong tục gì. Giờ mình sẽ cùng đi vào trong đây một lát. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phía trong này. Đây thì mình có thấy một vài em nhỏ. Đây nhá. Đang làm gì đấy? Hả? Đang làm gì đấy? Này, ăn kẹo không? Ăn kẹo không? Này, cháu kẹo. Này. Ăn kẹo. Con đứa nào không? Gọi mấy đứa ở đây, cháu kẹo. Đấy. Gọi mấy đứa ở đây, còn ai nữa? Chào chị nhá. Yay, nó ra xa. Nào. Nó ăn. Kẹo đi. Kẹo. Này, chào bé này. Biết nói tiếng kinh không? Hả? Biết không? Biết à? Nào, con này. Nào. Cua đây. Nào. Bé này. Con này nữa à? À, nó à? Nó à? Kẹo không? Bé ơi. Chào chị nhá. À đây đây. Vào. Mình sẽ đi vào trong đây cho mấy đứa một chút kẹo. Kẹo không bé? Nè, cho này. Đánh, đánh son đỏ thế. Nè. Hả? Đánh son đỏ thế. Hả? Chào chú đi. Chào. Chào, chào chú. Chào đi. Cười nào, cười nào. Cười đi. Hả? Tay dí cái gì đây? Tay xong cái gì đây? Tay ấy. Tay xong cái gì cơ? Này, chạy à? Này, cái rồi, xin nhá. Này à, hả? Này nhà này, chờ em đây. Chờ em. Nhà mình mới xây nhà hả không? Ai hiểu tiếng kinh không hả? Nhà vừa mới xây. À vâng. Ơ mọi người là à đây. Bước tưởng đi kia. Về nhá. Xin đi. Xin. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây. Xinh hả? Nhà mình này không đi làm hả? Không biết. Không biết hả? Không biết tiếng kinh hả? Đây là con của bà hả? Không biết. Không biết. Ông có hiểu tiếng kinh không? Biết à? Có biết nhiều không? Không, biết ít à? Nhà mình có cái khung cảnh đẹp quá nhỉ? Cây đây là cái cây mấy cây mận nào? Mận. À. Con hỏi cái cây kia có phải cây mắc khén không? Không. Ừ. Nhà mình này là ở nhà hết à? Không làm về rồi à? Ở nhà mà. À ở nhà này à? Vâng. Tí nữa thì trồng ngô. À tí trồng ngô à? Trong ở đâu ạ? À? Có gần này không ạ? À? Cảnh. À mình trồng ở trên trong đó là trạm y tế kìa. Đó trồng được. Còn nhà mình xây mà cái này là tự làm mà không? Tự làm mà. À. Thế còn cái kia mình trồng để làm gì không? Khơi một cái gì đó à? Cái này á? Vâng. Để làm gì? À. Chắc là để mình phải đỉnh đỡ một cái gì đó thôi. Nhưng mình là xây cái bể nước ở dưới này em. Vâng. Lấy nước ở đâu? Lấy nước suối à hay sao? Lấy nước ở cái hồ trào. Hả? Nước từ trên hồ trào về. Hồ trào á? Vâng, hồ trào. Hồ trào là sao? Là một cái vũng nước ở trên núi à? Không. Con làm cái hồ trào to thôi. À. Sao xong mình phải đi lên đấy mình gánh về à? Hay là trở về? Lấy cái
không phải trở về đâu. Nó có đường ống nước đúng không? Vâng. Là mình bơm xuống. À. Bơm xuống này. Thế em làm vợ của cái em vừa nãy đúng không? Vợ của cái anh vừa nãy giờ giặt quần áo đấy. À, ngồi cùng đấy à? Vâng. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 21. 21 à? Vâng. Sao nhìn trẻ vậy? Ba con đấy. Ba con rồi á? Vâng. À, thế là ở trên này lấy vợ sớm nhỉ? Trên này thì tầm 14-15 đã lấy vợ lấy chồng ấy. À. Thế con bé đây? Bé đây là ai? Là thế con là của nhà con của chị ở nhà này. À. Vâng. Ở trên mình mấy cái cây này nở hoa đẹp nhỉ? Nó nở muộn nhỉ? Vâng. Ở trên này nó nở hết nở rồi. Muộn ấy. Mọi năm thì vào Tết nó đã nở nhưng mà năm nay nó nở muộn hơn. Lần này thấy lên luôn mọc nhiều quá, con hòa này. Sau này nó ra quả mận này hay sao? Vâng. À. Ra quả mận. Nhà mình có cái khung cảnh đẹp nhỉ? Em thì em học hết lớp 9 mới về lấy chồng. À, học hết lớp 9 về lấy chồng rồi. Thế lấy sớm nhỉ? Vâng, đi sớm mà vừa học lớp 9 xong là về lấy luôn. Bố mẹ bắt lấy hay sao? Không. À. Yêu nhau rồi lấy thôi. À, yêu nhau lấy à? Vâng. Thế chồng em bao nhiêu? Có bao nhiêu tuổi không? Chồng em hơn 1 tuổi. À, hơn 1 tuổi à? Vâng. Này, anh hỏi này, ở cái chỗ cái kia đấy. Phiền đá kìa, người ta để có một cái xương như kiểu cái xương con lợn ấy ở chỗ kia là làm sao đấy? Cái đá kia? Ừ, cái đá kia. Anh thấy có một cái hang một con lợn ấy, xong có mấy cái nến ở đó. Cái đá kia chắc là họ vứt cái con vật gì ở đấy không? Anh thấy có một cái sợi dây nhá, người ta tết nhá, xong rồi là ở đấy có mấy cái nến người ta thắp ở đấy nữa cả. À, cái đấy là cái hòn đá kia thì mình không đập được ấy. À. Vâng. Ý là nó thì nó đập được nhưng mà hòn đá kia không đập được đâu. Ý là nó linh thiêng đúng không? Vâng. Thì là mình phải làm gì đó đúng không? Vâng. À. Đây là con của em à? Đây à? Đây này. Đây này. Không, đây là con thứ hai là con à. Con cả thì gần 6 tuổi. À thế hả? Vâng, cái đứa bé kia thì đỡ. Nhà mình là xây theo kiểu kiến trúc gì đấy em? Cái ngói này anh thấy lạ lạ ấy. Kiểu giống như kiểu ở Trung Quốc đúng không? Cái ngói này. Ngói á? Ừ. Vâng, xây theo kiểu Trung Quốc ấy. Thế là tí nữa cả nhà mình đi trồng ngô à? Vâng, đi hộ nhà họ trồng ngô. Anh thấy ở trên kia họ trồng cả những cái cây thuốc lao ấy. Vâng. Nhà. Ở trên mình hay trồng cái cây ấy. Trên này họ trồng nhiều mà. Ừ, anh thấy trồng nhiều. Ồ, giờ nhà mình đi làm à? Vâng. Vâng, thôi con chào mọi người nhá, chào hai em nhá. Chào mấy bé nhá, ba nhá. Đâu cô? Hả, chơi à? Thời tiết này thì khá là rét và hồi sáng mình có đi từ Đồng Văn xuống đây thì nó hơi mưa một chút. Nhưng mà đến tầm bây giờ thì trời nó đã quang rồi, khung cảnh rất là đẹp. Giờ chúng ta sẽ cùng đi xuống dưới mấy cái khu nhà đất ở dưới đây để vào xem là họ đang làm gì nhá. Mình có thấy là khói nó đang bốc lên rồi, chắc là họ nấu cơm ấy. Đây là những cái cây để họ trồng cắt cho con bò ăn nhá. Nó đại khái nó nhìn là dần giống như một cây mía nhưng mà không phải. Đây thì có này, có người nhà này. Chào anh. Ủa, cho em vào ngó qua nhà mình lát được không? Cái gì? Bảo cho em vào ngó qua cái khung cảnh nhà mình lát được không? Nhà mình là nhà bằng đất à anh? Xây từ năm bao nhiêu anh? 2009 à? Nhà em ở nhà này em thấy là ấm đúng không? Không lọt gió ở nhà. Cái này đất này là mình lấy từ cái đất đào ngoài. À, nhà mình rộng nhỉ, có mấy cái cây hoa này đẹp quá. Anh chuẩn bị đi làm à? Hả? Anh chuẩn bị đi làm à? À. Thôi, em xin phép đi xuống dưới kia một lát để cho anh đi làm. À, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đây. Anh ấy thì chơi cái gì đấy cô? Này, chơi gì đấy? Quay quay à? Nó bố lại nè, anh nhớ lại nè. Nhớ lại anh xem nè. À, cho nó quay nè, từ từ. Rồi, bố đi, nhắn đi. Ô, phải ra chỗ rộng chứ. Đây thì có mấy em nhỏ kìa. Chào nhá. Mấy em hôm nay thì không đi học. Hôm nay là chủ nhật.
Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đây cùng ngó thêm. Ở đây thì có một vài chị vẫn đang ở nhà đây. Ở đây không biết là có ai nhà hay không, nhưng mà mình thấy đóng cổng hết rồi. Giờ mình sẽ đi xuống đây xem nào. Ở đây có một vài nhà cổ ấy, có nghĩa là thấy họ bảo là xây lâu rồi nha mọi người. Mỗi một cây cây cải người ta sẽ trồng luôn một cái cây đỗ ở đó, rồi trồng xen kẽ nhau á. Giờ mình sẽ đi xuống đây. Đường thì nó khá là dốc nha, đi sẽ hơi khó một tí, nhưng mà cũng may hơn là nó kiểu đá răm ấy mọi người. Mình có thấy là ở đây họ buộc cho những cái con bò cái chiếc chuông vào cổ hay là một cái gì đó để đại khái là sẽ phát ra một cái tiếng kêu. Đấy, là khi mà đi vào đây thì sẽ có những cái tiếng chuông nó cứ kêu vang vang. Một phần là để mình cũng không biết là lý do gì, nhưng mà chắc là do là để họ khi mà họ đi thả ấy, thì họ sẽ dễ nhận biết hơn là chúng ở đâu. Tại vì ở trên đây thì nó khá là nhiều cây cối ấy, mà người dân họ đi thả thì sẽ là một cái cánh đồng rộng, cho nên là phải đánh dấu. Chào nhá, anh đi làm gì đấy? Đi làm với bà à? Hay là mẹ? Ba với mẹ. À thế bây giờ là mang cái này đâu, mang về à? Mang về. Thế mình ở dưới kia là mình trồng dầu hay sao? Dạ, trồng sát trồng ngô. À, trồng sát trồng ngô à? Vâng. Mình trồng xong chưa? Dạ chưa. Chưa xong à? Thế bây giờ em cầm cái này mang cất à? Mang đi đựng phân để ra. À xong rồi mình lại mang trở xuống dưới này. Vâng. À thế nhá, để anh nhìn xuống đây ngó một lát nè. Đây thì mình có thấy người dân họ đang trồng rau. Chào bé nhá. Ở kia có một cái rừng cây rất là đẹp. Chào chị nhá. Chào anh. Nhà mình đang trồng rau à? Đang đào kia gốc cây. À cái này là mình đào bỏ à? Đào bỏ đi. À vâng vâng. Anh em đi du lịch ạ? Vâng, em thấy là mình đẹp quá, em xuống đây em ghi hình một chút đấy. Vâng. Ở nhà anh là ở trên kia có hai bé là con gái lớn à? Vâng, hai con gái. À, vâng. Nhà mình có ở gần đây không anh? Ở trên này. À, ở ngay trên này rồi à? Vâng. Vâng. Dần họ đi làm nhiều nhỉ? Chả thố em thấy đi trồng rau ấy nhỉ? Vâng, trồng ngô đó. À, ngô. Ở trên mình là không trồng được lúa anh? Chỗ này không có nước. À vâng. Cũng hơi vất vả nhỉ? Vâng, trên này vất vả lắm. Trong ngô nó còn dễ sống ấy. Thôi em xin phép em lên trên kia một lát nha nhá. Vâng, vâng. Ở trên đây họ chỉ có trồng ngô và trồng rau thôi, chứ lúa trồng thì họ sẽ không có nước. Bây giờ mình sẽ đi ra phía bên này. Đây mình có thấy một vài cô trồng rau ở đây. Cánh đồng hoa cải ở kia nó nở hoa, nhìn từ xa nhìn rất đẹp. Ở đây mình thấy vừa nãy có một hai người đang trồng cây ở đây. Bây giờ mình sẽ đi ra đó. Không biết là ở cái miền đất đây họ đã trồng cây chưa, nhưng mà mình chỉ sợ mình dẫm vào rau hoặc là một cái gì đó của người ta thôi. Tại vì khi mà nhìn để kỹ là có những cái mô đất ở dưới này. Đó. Mình sẽ đi ra đó. Những cái cánh ruộng ở đây họ bừa nhìn rất là gọn nha. Nó sẽ kiểu là đất nó sẽ làm theo cái sườn núi ấy mọi người. Thực ra nó chỉ có một ô nhỏ thôi để làm thành những cái ruộng bậc thang. Thực là họ rất là trồng rất là tiết kiệm nha. Kể cả những cái hốc đá nhỏ mà đủ để trồng những cái cây ngô họ cũng sẽ trồng nha. Ở đây thì mình có thấy là giống như ba mẹ con đi trồng rau. Thì mình sẽ lên mình hỏi chuyện một lát. Chào cô nhá. À chào chị. Ba mẹ con. Chào chị. Chị biết tính cây nho không? Ba mẹ con đi trồng rau à?
À, trồng ngô à? Thế những cái cây này mình có để ăn là làm gì? Để ăn thì ra. À. Nhìn ngon nhỉ? Có bán không? Mẹ chín không ạ. Không à? Bé học lớp mấy rồi? Lớp 9 ạ. Lớp 9 à? À, cho hỏi này là cho chỗ sợ. Sao mình trồng ngô ở đây hả chị? Vâng. Là đôi của nhà mình rộng nhỉ? Đây à, nguyên một cái mảnh này à? Vâng. Thế có ba mẹ con làm rồi? Vâng. Ba mẹ con làm rồi à? Vâng. À. Nhà mình ở gần đây không? Có ạ. Có à, ở bên nào? Ở khu bên này không? À, ngay khu bên kia à? Vâng. À. Anh vừa đi qua đó ấy. Vâng. Mình làm đây là hết lâu thời gian không? Ba mẹ con làm hết mấy ngày? Hôm nay làm trước, hôm ngày mai thì người thân đến giúp nữa. À, có cả người thân đến nữa à? Vâng. Là cái lúc mà mình trông thì mình phải trông nhiều đúng không? Vâng. Thì có người đến giúp à? Vâng. Thế mai cho anh đến giúp với được không? Được ạ. Nhá. Vâng. Sao có giả công anh không? Có. Giả cái gì? Thứ gì mà tìm bỏ? Hả? Cơm. Là gì cơ? Ăn cơm nè. Nhưng mà cái gì cũng được mà. Chắc không? Thế là mày đến anh giúp ở đây nhá. Xong anh xin mẹ giả làm cho anh nhá. Được không? Được. Cái này là mình sao ý là mình sẽ kiểu làm thành những cái đống rồi xong mình dốc nó vào đúng không? Vâng. Thế cái này là mình phải vác từng tải một à? Đúng rồi ạ. Vất nhỉ. Thế xong rồi mà nước thì mình lấy ở đâu rồi mình tưới? Không cần tưới nước đâu ạ. À, nó thỉnh thoảng nó mưa đúng không? Họ nhỉ mọi người. Dốc nhỉ. Ở trên kia người đang ngưa đắng cay kìa. Chỉ có này chứ. Thôi, chào ba mẹ con nhá. Ở chỗ mấy cái đằng dãy bên kia là nhà mình đã trồng cái gì chưa? Em đi qua chưa, được không? Chưa. Vâng. Em sợ là nhà mình trồng cái gì ở dưới rồi đi qua lại dám dính ấy. À. Vâng. Bây giờ mình sẽ men theo những cái lối này để đi lên trên phía đằng trên kia. Mình có thấy là đang cút đất, cày đất lên mà rất là đông người đi. Bây giờ mình sẽ đi bộ lên đó. Cái lối đi ở đây thì nó không dễ dàng một chút nào. Chúng ta sẽ phải trèo những cái dốc khá là cao ấy. Khá là mệt. Sáng đi thì lạnh nhưng mà sau một chặng đường mà mình đi Từ lúc nãy đến giờ thì giờ người đã nóng hơn rồi. Đây. Con đường nó sẽ kiểu là rích rắc. Gần đến rồi. Trèo những cái ruộng bậc thang ở đây nó cái lối đi nó rất là khó nha mọi người. Mình đã đến rồi. Chào anh nhá. Nhà mình chuẩn bị trồng rau à? Vâng, trồng ngô. Chào anh. À, trồng ngô à? Ôi, cái đường cây này bé nhỉ? Bé mà. Như này là vừa. À. Cái đá này là mình tự mình đi xếp vào đúng không? Vâng, vâng. Xong rồi đất là mình lại bốc lên trên. Vâng, vâng, đúng rồi. À. Thế này sân đông này anh là tất cả nhà mình này à? Anh em giúp. À, anh em làm giúp nữa à? Vâng. Sao chỗ này là mình trồng tất cả ngô à? Vâng, vâng, đúng rồi. À. Trồng ngô nó dễ sống nhỉ? Vâng. Còn trồng mấy cây khác thì cần phải nước tưới ấy. Ở trên đây có trồng được lúa không anh? Vẫn có. Vẫn có à? Vâng. Vâng. Trồng lúa nó phải rơi vào tháng 6. Ở cổ nó mình đeo cái như kiểu cái chuông ấy nhỉ? À. Vâng. Để là sao? Để khi mà mình thả bãi rộng mình còn biết nó ở đâu đúng không? Vâng, đúng rồi. À, vâng. Bởi vì khi mà em đi đến chỗ đầu làng mình ấy nhỉ? Thấy nó cứ len keng ấy. Vâng. Rồi, em xin phép em chạy lên trên kia lát nhé. Rồi.
Chào mọi người nhá. Chào chị. Nhà mình đi làm đông quá nhỉ. Chị đang làm cái gì đấy ạ? Trộn cái này để sao làm phân bón cho nó đúng không? Chị ơi, chị hiểu tiếng kinh không? Đúng rồi, ít à? Vâng, vâng. Em cảm ơn nhá. Giờ mình sẽ chạy đến đây. Leo cũng khá là mệt. À, thế là nhà mình đi làm hộ ở đây hả không? Là anh em nhà mình nhỉ? Vâng. Thế xong làm đến tối luôn chứ? Hả? Làm đến tối luôn hả? Còn lại cứ tưởng làm ở đâu? Ở trên đây là mình cứ làm cái gì là xong rồi anh em họ hàng người ta đến giúp luôn đúng không? Ờ. À, vui nhỉ? Có à? Có. Giờ mình mình giao cả bé này để làm hả? Ờ. À, và người răng mạ, người người thì cốt đất, người thì cày bừa đúng không? Ờ. Bé ơi, cho anh đi nhờ bé được không? Cho anh đi nhờ qua được không? Anh đi nhờ qua nhá, nào. Chào anh. Chào anh nhá. À, mình trả luôn à? Thế cái dãy này mình trả chưa? Dãy này là mình trả hết đằng sau rồi đúng không? Chưa. À, chưa hả? À, mình trả khoảng tầm 4 cây một à? Vâng. Nhưng mà em thấy cái hột này nó hơi khô nhỉ? Ờ. Không sao chứ? Không. Cái này là mình tự mình lấy cái bắp xong mình phơi. Xong bây giờ mình lại trả. Vâng. À, mình phơi nắng luôn đấy hả? Ờ. Rồi. Chào em. Vậy cái này là mình rác hột vào rồi đúng không anh? À. Đây thì mình có thấy một con trai đang rác phân vào này này. Chào mấy cô nhá. Đang làm gì đó? À, mình bón phân cho nó à? Cái này mình trồng trong khoảng 3 lâu là mình thu hoạch được 4-5 tháng à? À, bây giờ mình chỉ cần trà này xong nữa, còn đầu nước mình chả cần phải tưới đúng không? Cần tưới. À, kệ nó tự mưa nó lại ngắm là nhỉ? Cảnh rất là vui. Khi mà ở trên đây họ sẽ là giúp đỡ lẫn nhau nhá. Kiểu cứ có một cái công việc gì ấy, thì sẽ nhờ anh em đến giúp. Cho là mình sẽ chào tạm biệt mọi người thôi. Ờ, chào mọi người nhá. Chào mọi người ạ. Chào nhá. Cảnh khá là tuyệt vời. Và mình cũng xin kết thúc video tại đây. Mọi người nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Lâm Tới Vlog nha. Xin chào tất cả mọi người.